Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Billiard Pool VN và giải đấu Wisconsin Open 2023 để đón xem trận đấu giữa Federgos và Steyr. Vâng, như vậy là đang có những sự bất ngờ nhất định ở trong trận thi đấu này khi mà Steyr là người đang dẫn trước Federgos với kết quả là 3-1 ở trong set thi đấu đầu tiên. Rất đáng tiếc thì trận đấu giữa Tuấn Anh và đối thủ của anh đã chưa có bàn để có thể thi đấu, và chúng ta sẽ đã đến với trận đấu giữa Ross cũng như là Tyre. Với những cú đi chấm như thế này thì cảm giác là Federgos đang hơi vã bì một tí, trong khi mà Tyre vẫn đang đi chấm rất ngầu, chỉ còn lại 7 bi mục tiêu trên bàn mà thôi. Trận thi đấu này thì Pia Fuller, bạn gái của Joshua Fuller, đã giành được một chiến thắng rất quan trọng sau khi mà cả hai kéo nhau vào những loạt sút luân lưu đầy căng não và rất tê. Vậy là chuẩn bị có điểm số quyết định dành cho Tyre rồi. Federgos đang có lẽ là phải chờ đến set thi đấu thứ hai để làm lại thôi. Những cú đánh của Tyre là cực kỳ chính xác và rất khó chịu. Theo lịch thì bây giờ là Tuấn Anh đánh rồi. Thế nhưng mà bởi vì là Tuấn Anh vẫn chưa có bàn anh em ạ, nên là tí nữa thì chúng ta mới có sóng của Tuấn Anh anh em nhé. Bọn mình sẽ luôn ưu tiên những cái trận đấu có sóng của các tuyển thủ Việt Nam. Nhưng mà bởi vì là chưa có bàn nên là xem tạm Federgos vậy. Ăn 8 rất tốt và 9-10 có lẽ sẽ không phải là một điều gì đó quá khó khăn dành cho Steyr. Giải đấu lần này thì Steyr cũng là một trong những cầu thủ đánh giá rất cao. Chính xác thì Steyr được đánh giá là một trong 10 hạt giống. Một trong 10 hạt giống của giải đấu. We'll be right back.
Ngoài Joshua Fuller và Fedor Gotch ra thì chúng ta có Tyler Steyer ngày hôm nay sẽ phải đối đầu với Fedor Gotch để tìm ra tấm vé tiếp theo. Một trong những 1 trong 10 hạt giống. Chính xác thì Tyler Steyer được đánh giá là hạt giống số 10 của giải đấu lần này. Với điểm số của anh theo Fagoret là 767. Joshua Fuller của Đức cũng như là Fedor Gotch được đánh giá rất cao ở vị trí số 1 và số 2. Khi Fagoret của hai tuyển thủ này là 841 cũng như là 838. Trận Big Châm thì sẽ bắn vào lúc 7:30 nha anh em nhé. Tuấn Anh thì đã chiến thắng trong bàn thi đấu tối ngày hôm qua, à chính xác là rạng sáng ngày hôm nay vào lúc giữa đêm. Nhưng mà Tuấn Anh sẽ còn một trận thi đấu nữa vào sát giờ cùng với cả Fedor Gotch và Steyer. Thực ra thì bọn mình cũng định nối sóng trận đấu đó rồi, nhưng rất đáng tiếc khi mà Tuấn Anh vẫn chưa có bàn để có thể thi đấu. Và đây là một tình huống đánh an toàn đến từ Fedor Gotch. Với cú đánh an toàn này thì có lẽ là Fedor Gotch sẽ đưa Steyer vào tình thế bắt buộc phải đánh bi thủ mà thôi. À, đúng là như vậy, và đó là một tình huống đánh thủ bi tốt đến từ cơ thủ người Mỹ Steyer. Một giải đấu diễn ra trên đất Mẹo. Chúng ta không có quốc kỳ của Fedor Gotch. Vẫn có thể chạm được bi mục tiêu số 1, nhưng đó là một cú đánh mà con bi cái đã đi ở một vị trí chưa tốt. Một khuôn mặt rất chán nản đến từ cơ thủ người Nga. Thank you.
điều cái rất ổn áp. Styler có thể có một điểm số trên favorite không cao, nhưng thực sự thì ở thời điểm hiện tại độ thực chiến của Styler vẫn đang là rất tốt. Trận đấu của Bích Trâm thì vẫn chưa diễn ra, và trận đấu của Bích Trâm cùng với nữ cơ thủ người Đài Loan sẽ diễn ra vào lúc 7:30 sáng. Có lẽ là sẽ sau trận thi đấu này. Những cơ đánh rất bình tĩnh đến từ Styler. Và cơ thủ người Mỹ đang gần như không cho Federgos bất kỳ một cơ hội nào để có thể lật kèo. Rất chuẩn xác. Joshua Filler sẽ đánh cùng thời gian với Federgos và cả trận của Tuấn Anh nữa. Tuấn Anh của chúng ta cũng sẽ đánh cùng thời gian với cả Federgos ở đây. Tiếp tục là một tình huống chém con 6 thẳng vào lỗ rất mượt mà không có bất kỳ một sai lầm nào. Thậm chí là còn không có cả một cú chạm băng dành cho Styler. Một thế bi mà cảm giác như là Federgos sắp mất đi cho mình điểm số đầu tiên ở trong set thi đấu thứ hai này rồi. Styler vẫn đang thể hiện sự chắc chắn trong từng đường cơ. Đây là bàn TV table nên chúng ta sẽ có bấm giờ. Rất nhẹ nhàng. À không, cũng không nhẹ nhàng lắm, nhưng vẫn là một cú đánh rất chính xác. Chết rồi, hỏng rồi. Và tự nhiên lại có tình huống điều con cái như thế này thì sẽ là khó dành cho Styler Tyler. À, như vậy là quyết định sẽ có một cú giấu bì. Khi mà thế khó thì mình ló cái giấu bì, chạy đạn vào thẳng 6 đít con 10 rất tốt đến từ vị trí của Styler. À, bắt buộc phải giấu đi thôi, bởi vì Tyler đã không có một cú kết thúc 7 với lực vừa đủ để cho con cái có thể có một đường đi ổn. Và Federgos cũng vừa phải tung ra một cú xử lý. Nó mắc ping với ý định giấu bi nhưng không được. Con bi cái đã nảy ra hơi xa một chút và cơ hội là vẫn còn dành cho tay cơ người Mỹ. Đó, ý định của Federgos đã rất rõ ràng rằng anh sẽ giấu con cái vào sau lưng con 10 giống như những gì mà Tyler đã làm trước đó. Ở đây sẽ là một cơ đánh xa của Styler Tyler. Một cơ đánh mà trước đó trong trận đấu của cầu thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Anh đã có một bi chính xác là gần tương đương như thế này. Và cũng là một cú chạy lỗ 10, à xin lỗi các bạn, là một cú chạy lỗ 5 ở xa bên trái. Và không có một sai lầm nào trong cú đánh của Styler, thật sự là như vậy.
Fuller thuộc top 1 phải không ạ? Đúng rồi các bạn ơi. Joshua Fuller và Fenerbahce được đánh giá là hạt giống số 1 và hạt giống số 2 của giải đấu lần này. Trong khi đó thì với Steyer thì chỉ được đánh giá là hạt giống số 10 thôi. Có nghĩa là nếu như mà xét trên mặt giấy tờ và thứ hạng thì Steyer Tyler không được đánh giá cao bằng Fenerbahce, và thậm chí là thứ hạng còn cách nhau ở một khoảng cách là không phải quá xa nhưng cũng không phải quá ngắn. Steyer Tyler đang rất chắc chắn trong những cú đánh của mình và điều đó khiến cho Fenerbahce gặp thực sự nhiều khó khăn. Có thể sẽ là sút penalty nếu như Fenerbahce có thể tận dụng được những cái cơ hội mà Steyer Tyler tạo ra. Nhưng nếu như Fenerbahce hoặc Steyer Tyler không tạo ra cơ hội và Fenerbahce không thể tận dụng được những sai lầm của đối thủ thì rất có thể đây sẽ là hai set thi đấu trắng dành cho cơ thủ của nước Mỹ. Cú phá với lực đi rất mạnh. Nhưng đáng tiếc không có bi mục tiêu nào lăn xuống lỗ dành cho Steyer cả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ còn trận đấu của Bích Trâm vào lúc 7:30. Ngắm nghía rất kỹ và có vẻ như là con bi mục tiêu số 9 đã nằm trên đường lăn lỗ 5 của con bi mục tiêu số 2 rồi. Và đó là một tình huống xử lý rất chính xác của Fenerbahce. Không sai dịch bất kỳ 1mm nào. Mặc dù có sự xuất hiện của con 9 ở đó nhưng sự chính xác trong cú đánh vừa rồi đã giúp cho Fenerbahce có được bi mục tiêu tiếp theo. Rất hay. Và đẳng cấp của những cơ thủ hàng đầu thế giới. Hình như là bi mục tiêu số 4 vẫn đang nằm ở cách băng một chút. Một cú áp phê vừa đủ sẽ giúp cho bi cái nằm ra sau đít của bi mục tiêu số 5. Và đây rồi. Cơ hội để cho Fenerbahce có thể cân bằng tỷ số ở trong set thi đấu thứ hai này. Cơ thủ Tuấn Anh thì sẽ thi đấu có vẻ như là sẽ gần trùng giờ với trận thi đấu này. Lúc nãy thì bọn mình có định lên luồng trận đấu của cơ thủ Tuấn Anh nhưng rất đáng tiếc khi mà Tuấn Anh vẫn chưa có bản để thi đấu. Và theo như thông tin anh em vừa mới đưa thì có vẻ như là đã có bản rồi. Nhưng mình cũng không biết là đã đánh chưa. Tuấn Anh ngày hôm qua thì đã có một trận đấu cũng rất xuất sắc. Khi anh tiếp tục vượt qua một cơ thủ người Mỹ khác trong trận đấu nhánh thua để có thể có mặt ở vòng 1/16. Trong khi đó thì nếu như ngày hôm nọ mà
Tuấn Anh loại được Martinez Boza thì Tuấn Anh sẽ có mặt trực tiếp trong vòng 1/16 luôn và không cần phải đánh nhánh thua nữa. Nhưng quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì Fedegos đang có những chấm rất tốt. Và đây sẽ là điểm số đầu tiên dành cho cầu thủ người Nga. Rất tuyệt vời. Ván thi đấu đầu tiên có vẻ như là Fedegos đã hơi ngộp. Thì Steyr có một kết quả phải nói là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. 4-1. Những ngày thi đấu vừa rồi là những ngày của những cú penalty và những cú sút pen mang lại rất nhiều cảm xúc cho chúng ta, kể cả là trong trận đấu diễn ra gần đây của Tuấn Anh hay là trận đấu của Bích Trâm những ngày trước đó, và cả những trận đấu của các tuyển thủ nước ngoài nữa. Jeremy Sose đã có một ngày thi đấu tốt trước Tuấn Anh, nhưng kết quả thì anh vẫn phải ra về. Rất may mắn cho anh là anh không phải xách vali ra sân bay để về nước. Vì giải đấu của chúng ta, giải đấu Wisconsin Open 2023 được tổ chức trên nước Mỹ. Một cú phá rất tơi bi đến từ vị trí của Fedegos, nhưng cũng lại rất đáng tiếc cho anh khi mà đây gần như là một tình huống dọn cỗ cho đối thủ rồi. Không có bi mục tiêu là lăn xuống lỗ cả. Ô. Tiêu số 1 đã nằm ở trước cửa lỗ 10 rồi và sẽ không có khó khăn gì để cho Steyr có thể bắt đầu dọn bàn. Tôi thì cũng không rõ lắm, nhưng cho tôi mạn phép đoán đây chắc là bạn gái của Steyr. Nếu được máy quay cay, nếu được máy quay chú ý tới thì thường sẽ là một người thân của cơ thủ hoặc là một thành viên nào đó có cái sự liên quan đến giải đấu, hoặc chỉ đơn giản là một khán giả may mắn được chọn mà thôi. Rất nhẹ nhàng với bi mục tiêu số 3. À xin lỗi các bạn, đó là bi mục tiêu số 2. 3, 4, 5, 6. Rất tơi, rất đẹp. Vì đây là bàn TV table nên chúng ta đang có tính thời gian và các cầu thủ sẽ không được suy nghĩ quá lâu. Họ sẽ cần phải đưa ra quyết định thật nhanh chóng. Cú phá thuê vừa rồi của Fedegos thực sự rất tai hại khi không có bi mục tiêu nào lăn xuống lỗ sớm cả. Rất tươi và rất ngon.
chỉ là cần sự bình tĩnh và chính xác trong từ đường cơ của mình mà thôi. Rất nhẹ nhàng, điều cái như đặt. Thật sự là nếu như đưa mình đặt con cái thì có khi là con cái của mình đặt còn không đẹp bằng tình huống điều bi của Style. Wow, quá đẹp rồi. Gần như là không còn bất kỳ một khó khăn nào nữa để cho Steyr có được điểm số thứ hai ở trong set thi đấu thứ hai này. Một vẻ mặt thất thần, một sự thất vọng là tràn ngập trên khuôn mặt của Federgos. Quá dễ, hai bi đã nằm cửa lỗ rồi, quá dễ. Thêm một điểm số nữa dành cho Steyr để cơ thủ người Mỹ chính thức vươn lên dẫn trước 2-1 ở trong set thi đấu thứ hai này. Ở trong set thi đấu đầu tiên thì cơ thủ người Mỹ đã có được một chiến thắng 4-1, một chiến thắng rất áp đảo. Và hy vọng rằng ván thi đấu thứ hai Federer sẽ có thể khởi sắc hơn, khi mà kết quả nó đang là con số 1 dành cho Federer. Trong bất kỳ bộ môn thể thao nào thì sự bất ngờ cũng là điều mà chúng ta luôn mong chờ, và kể cả billiard cũng như vậy. Ta không thể nói trước được điều gì. Chênh nhau một hạng, nhưng trong một ngày thi đấu mà các tuyển thủ bị căng cứng đôi tay của mình hoặc là có đôi chút ảnh hưởng về mặt tâm lý thì một hạng hay hai hạng nó cũng không phải thực sự là một khoảng cách quá xa. Đây là cú phá của Steyr, vẫn là một cú phá rất mạnh đến từ cơ thủ người Mỹ, và đã có bi mục tiêu số 1 nằm xuống lỗ. Thôi, còn 6 thôi. 6 lăn rất nhanh và nó đã phanh lại ở trên con đường mà bi cái có thể tìm được bi mục tiêu số 2. Một con 6 hơi ngang trái. Với bi số 3 như thế này thì có thể là Steyr sẽ nghĩ đến một cú đánh thủ. Hiện tại thì bọn mình chưa có sóng của Tuấn Anh nha mọi người. Một tình huống thủ bi kín. Sẽ bắt buộc phải nghĩ tới cú A băng, và vừa rồi thì Federgos hình như anh ta chỉ lỗ 10 thì phải đúng không nhỉ? Cầu mong rằng là Steyr hãy thắng nhanh đi để còn được xem Tuấn Anh. Steyr sẽ còn ít nhất là hai set thi đấu nữa. À xin lỗi các bạn, đó là hai ván thi đấu nữa để có thể giành được set thắng thứ hai trước Federgos. Oh, và như vậy là một tình huống mà Federgos đã ăn thành công được con bi mục tiêu số 2, nhưng nó không phải là ở lỗ mà anh chỉ. Một tình huống đánh rất tây của Federgos, nhưng rất đáng tiếc. Khi mà tình huống vừa rồi, nếu như mà Federer chỉ hai cái lỗ 10 thì đã tính rồi.
tiếp tục là một cú thủ ba nữa tốt của Steyer. Federer đang bị đối phương của mình liên tục đưa vào những cái thế khó. Hai. Đây sẽ là một tình huống muốn thủ bi ngược lại đến từ Federer. Nhưng mà với góc cam vừa rồi thì có lẽ là con bi mục tiêu số 3 nó đã hở ra rồi. Đúng chứ nào, nó hở ra chưa nhỉ? Và như vậy nó đã hở ra. Sẽ tiếp tục đánh thủ đến từ vị trí ở Steyer. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai bên đều sẽ cố gắng đánh phòng thủ với nhau và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Khi mà hình con bi số 3 này là không đẹp chút nào cả. Cú chạy rất xa. Tiếp tục là một cú thủ bi nữa. Cả Federer và Steyer đều đang muốn làm khó nhau và như tôi đã nói, đó là chờ đợi sai lầm của đối thủ thôi. Gần như là không còn hình gỡ nào nữa rồi. Còn trận đấu này thì đã loại trực tiếp rồi anh em nhé. Rồi có vẻ như là tình huống chạy bi vừa rồi chưa tốt. Và Steyer là người đã mắc cho mình một cái sai lầm trước. Nhìn con bi số 3 cũng không quá đẹp mắt để cho Federer xử lý một cách đơn giản. Tiếp tục thủ bi thêm một lần nữa. Cả hai cơ thủ chúng ta đều chỉ đang cố gắng gài nhau thôi. Tôi chưa thấy những động tác chỉ lỗ của Steyer và có khả năng cao thì cơ thủ này cũng sẽ tiếp tục họ tung ra một cú đánh thủ nữa. Rất chíu khọ. Những cú thủ bi rất chíu khọ của Steyer. Đây có lại phải tính nước à, băng qua phải à? Và những cơ thủ rất chíu khọ đó các bạn, cực kỳ chíu khọ và rất khó chịu. Như vậy là Federer sẽ quyết định A dưới, không A trên, A 2 băng. Và đó là một tình huống đánh thủ tiếp tốt. Cả hai anh đang nhường cho nhau con ba này. Ông ăn ba đi. Không, tôi không ăn đâu, ông ăn đi. Không, tôi chê ông ạ. Và thực ra là pha này thì Federer cũng có ý đồ đấy. Sự chính xác thì là chưa đủ. Máy bắn bóng ngày hôm nay có vẻ như là hơi trục trặc một chút. Khi đối thủ của anh đang hơi khó nhai. Hơi cứng. Chạy bi tiếp. Tình huống chạy này lỗi rồi. Như vậy là đã có những sự sai lệch về lực đánh. Trong một tình huống chạy bi của Steyer. Rất tốt.
chạy đạn sau đít con 8. À, nhưng tình huống chạy đạn vừa rồi của Fedorov rất thiếu cảm giác. Và hình như là con bi cái vẫn đang ủi nó còn nằm như thế kia thì chạy cái gì. Một cú cất đạn không kỹ của Fedorov và đối phương sẽ bắn. Đối phương sẽ bắn thẳng vào bi mục tiêu số 4. Hoặc là với hình bi khó thì Steyr vẫn có thể nghĩ đến việc là nhường bi số 4 lại cho Fedorov thêm một lần nữa. Vâng, còn má là còn chém anh em ạ, còn má là còn chém. Vâng, nếu như mà bình thường thì Fedorov sẽ không bị cờ trắng đâu anh em ạ. Với một vài những vấn đề xảy ra gần đây thì có lẽ đây cũng là một điều nhạy cảm. Lượt đánh này sẽ thuộc về Fedorov với một tình huống vừa rồi thì là chạy đạn đến từ bên phía của Steyr. Rất khó, đối thủ của Fedorov có vẻ như đã nghiên cứu anh rất kỹ. Có vẻ như là đã nghiên cứu Fedorov rất kỹ rồi. Và đang liên tục tạo ra cái sự khó chịu cho cơ thủ người Nga. Tiếp tục đưa bi vào thế khó thêm một lần nữa. Và rồi là một cái tình huống A băng rất tốt đến từ Fedorov. Đây rồi, có vẻ như là thế bế tắc đã được phá vỡ. Rất hay. Với một hình bi đẹp và bi mục tiêu số 6 đã có dành cho Fedorov thì đây sẽ là cơ hội để cho cơ thủ người Nga có thể san bằng về mặt tỷ số ở set thi đấu thứ hai này. 7, 8, 9, 10 tất cả chỉ là con số và tập đếm với Fedorov thôi. Rất tốt. Và đó là một cú cân bằng, xin lỗi anh em, tôi bị nhầm. Như vậy đã có điểm số dành cho Fedorov. Điểm số thứ hai để cho cơ thủ người Nga có thể tiếp tục bám đuổi trên con đường mà đưa đối thủ của mình vào đến những cú sút pen. Và anh em thông cảm là làm từ đêm hôm qua đến giờ rồi, bắt đầu não nó bị úng. Thỉnh thoảng thì đầu nghĩ một đằng nhưng mà mồm nó nói một nẻo anh em ạ.
Và không đánh mặt T. Không đánh mặt T. Và quay trở lại với ván thi đấu tiếp theo. Một cú phá tốt với đường rất mạnh và con bi mục tiêu số 8 nó ư. Và cái lắc đầu đầy ngao ngán đến từ Fedegos. Fedegos tung ra một cú đề phá nhất người nhưng bi số 8 không nằm. Mà thực ra thì nếu bi số 8 có nằm thì đây cũng là một bình hình bi rất khó. Cái khu vực gần bi cái và bi mục tiêu số 1 đang hơi đông đúc một tí. Tyler sẽ có lẽ là tiếp tục phải nghĩ đến nếu như 8 có rơi thì mình nghĩ là Fedegos cũng sẽ nhường cho Tyler đánh thôi. Như vậy là lựa chọn một cú đánh an toàn dành cho cơ thủ người Mẽo. Và Fedegos sẽ được tiếp tục. Đấy, bây giờ anh phá rồi thì anh ăn đi. Em không ăn đâu. Rất khách sáo. Cú chạy đạn vừa đủ đẹp thôi đến từ bên phía của Fedegos để làm khó Steyr. Thực sự thì trong những cuộc đối đầu đỉnh cao, hai cơ thủ sẽ phải sử dụng chiến thuật rất nhiều thay vì là chỉ dùng tay chân và gậy gộc. Bộ môn billiard của chúng ta không chỉ là một bộ môn mà sử dụng kỹ năng cá nhân, hình thái cơ thể mà còn cả trí óc nữa. Chạy đạn rất tàng hoạn. Không ai muốn ăn trước cả. Hình bi xấu quá, không ai muốn ăn trước cả. Ông nào cũng nhường. Anh ăn đi. Thôi chú ăn đi. Fedegos vừa nói điều gì đó. Oh. Và bây giờ thì có thêm cả 6 cũng đã đứng cửa lỗ rồi. Mâm này là một mâm mà nếu như giải quyết được những bi mục tiêu đầu tiên thì những bi mục tiêu sau sẽ là rất ngon. Nhưng mà bây giờ thì 1, 2, 3 nó đang hơi khủng khoảng. Nên các cơ thủ của chúng ta vẫn đang phải tìm cách để giải cái hình này. Tự nhiên xem một trận bia xong thành hình học giải tích thế này. Hay rồi. Ui, quả này mà Fedegos kiểu đánh tây này. Đánh tây làm quả cộng 1 cắt 10 chết lỗ tít bên kia. Ua. Vâng, tôi xem là chị Trâm hơi nhiều. Đây là cách giải quyết bế tắc dành cho Fedegos. Anh trai nước Nga đã sắn tay áo của mình lên rồi. Ua. Luôn còn một vào lỗ. Rất hay. Sắn tay sắn chân lên tôi lại cứ tưởng là sút con 10 cơ. Nhưng đã có một vào lỗ 5 bên trái. Và đây sẽ là một tình huống mà Fedegos đang muốn gọi cộng con 8. Hình như là như vậy. Tôi thấy Fedegos vừa mới chỉ tay về phía cái lỗ có con bi mục tiêu số 8. Và thực ra thời điểm này cộng 2 vào 8 nó quá là dễ dàng. Nối gậy, như vậy là sẽ không sử dụng cho mình chiếc tay giả.
Hai. Đơn giản thôi. Đấy, kéo bị cái lại đằng này. Hết hồn, tôi tưởng là cú ăn hai vừa rồi đã khiến cho đường truyền mạng nhà tôi có vấn đề. Nhưng rất may mắn chúng ta đã ngay lập tức có lại những hình ảnh với cú dấu ba tiếp theo. Ây cha, lỗi rồi. Chúng ta có thể thấy được sự buông thả, không, nó gọi là buông xuôi thì đúng rồi, không phải là buông thả, đó là sự buông xuôi sau khi mà Fedegas tung ra cho mình cú dấu ba. Nhưng các cụ vẫn có câu đấy là giấu đầu thì lòi đuôi. Giấu 3 không được thì đây sẽ là cơ hội dành cho Steyr để có thể nâng tỷ số lên thành 3-2 và dành cho mình điểm hưu ở trong set thi đấu thứ hai này. Rất tuyệt vời. Thôi dừng đi. Ui, con cá đi lại hơi mạnh rồi. Cho dù là Fedegos đứng ở đỉnh cao của thế giới trong bộ môn billiard, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cầm tinh con TT. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Steyr lau miệng kiểu đấy, liếm môi nhìn rất khát máu. Và sự lạnh lùng trong từng cú đánh của Steyr. Đây là vòng 1-16 rồi. Vượt qua vòng 16 này thì chúng ta sẽ chính thức có mặt ở top 8. À vâng, xin lỗi các bạn, đó là các tuyển thủ, còn chúng ta chỉ ngồi xem thôi. Các tuyển thủ của chúng ta sẽ chính thức có mặt ở top 8. Một cú đóng hòm cực mạnh đến từ vị trí của Steyr. Và có lẽ là hình bi này thì không cần phải vẽ vời gì nữa rồi. Steyr cứ thế đánh thôi. Hãy ngồi đây và tận hưởng. Fedegos đang rất chốc. Sau round đấu đầu tiên, xin lỗi các bạn, là sau set đấu đầu tiên thì Steyr dẫn trước và Fedegos cảm giác trở nên cực kỳ cóng tay. Những cú thủ bi của anh nó bị thừa lực, thiếu chính xác. Tuấn Anh đã vào được vòng 16 rồi các bạn. Tuấn Anh đã chính thức vào được đến vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Điểm hưu dành cho Steyr với kết quả là 3-2 ở trong set thi đấu thứ hai này. Chỉ cần Tuấn Anh có thể vượt qua được đối thủ ở trong trận đấu gần như là cùng giờ với trận thi đấu này thì Tuấn Anh sẽ có mặt ở trong top 8 cơ thủ mạnh nhất của giải đấu Wisconsin Open 2023. Và như những chia sẻ của anh em ở trên kênh ngày hôm qua, ngày hôm kia khi mà Tuấn Anh đánh những trận đầu tiên và cũng như là chia sẻ của chị Trâm thì Tuấn Anh hiện tại chỉ là một cơ thủ hạng B của Việt Nam mà thôi. Cũng như là
Đã rất lâu rồi thì Tuấn Anh không có thi đấu chuyên nghiệp. Và anh Tuấn Anh phần nào đó đi thi đấu giải đấu này với sự tháp tùng cho chị Trâm, đánh giải nữ nhiều hơn. Và tiện thể thì mình thi đấu tí cho nó thư giãn gân cốt. Lâu không đánh thì tê đó là chuyện bình thường. Ở một cái đẳng cấp, ở một cái trận đấu mà sở hữu một đẳng cấp cao như giải đấu Wisconsin Open 2023. Vừa rồi chúng ta có thể thấy được một cú phá của Steyer, một cú phá rất mạnh, và thậm chí Steyer còn đóng cả gậy xuống bàn, còn nguyên vết gậy luôn. Các bạn nhìn còn nguyên vết gậy trên bàn luôn. Pha đó Steyer thì cong cả gậy. Và ngay sau trận đấu này thì sẽ có sóng của trận đấu Tuấn Anh nhé mọi người. Rất cảm ơn anh em media đã thông tin đến cho mọi người ở trên cái chat. Hai. Và như vậy thì trận của Tuấn Anh đang ở set 1 và có tỷ số ở thời điểm hiện tại đó là 2 đều. Giải đấu này là giải đấu được tổ chức trên đất nước Mỹ và tổng giá trị giải thưởng lên tới dưới 1 tỷ đô la. À, cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chưa rõ anh em ạ. Thường chúng ta sẽ quan tâm đến những cái tên xuất hiện trong giải đấu nhiều hơn là giải thưởng của nó. Đây là thời điểm rất quan trọng để cho Ferragos có thể tìm lại được sự thanh thoát trong những cú đánh. Nãy giờ nhìn cái gậy của Ferragos nó hơi nặng nề. Nó hơi nặng nề. Những cú thủ bi của anh cứ tưởng đâu là anh đang cầm xà beng đánh. Còn bây giờ thì không cần phải thủ bi nữa rồi. Với hình bi như thế này thì cứ bọc thôi. Rất hay. Như vậy là vừa có một cái động tác theo kiểu là không hiểu có bị cái lăn kiểu gì đấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là với góc quay này chúng ta nhìn thấy được cái pha bàn trước đó của Steyer không các bạn? Cú phá bàn của Steyer, nhìn cái bàn còn nguyên một vệt. Ông đánh cái này thì tôi sót nỉ quá, ban tổ chức ngồi sót hết cả ruột. Và cái nỉ của cái bàn này thì mình nghĩ là nó cũng không hề rẻ đâu. Với con bàn này được anh em confirm ngày hôm qua là đâu đó khoảng tầm từ 165 triệu Việt Nam đồng cho tới khoảng 300 triệu. Nghe con số nó to quá mình bị choáng. Không sao, sai thì sửa mà chữa thì đẻ. Ferragos vẫn sẽ có thể sửa được tình huống bi này. Thôi được rồi, vẫn đánh được. Pha đó mà tự nhiên con cái lại va vào con 8 xong rồi nằm chết đứ đừ ở đấy và 8 nằm ở trong băng thì chắc là Ferragos đã bẻ gậy mất. Rất hay. Một tình huống đánh lỗ xa có sự chính xác tốt đến từ Ferragos và bây giờ sẽ là điểm hưu dành cho cơ thủ người Nga. Một trận đấu rất căng thẳng và bám đuổi ở trong set thi đấu thứ hai này. Nếu như Ferragos có được chiến thắng ở set thi đấu thứ hai thì anh sẽ nắm tay Steyer vào đến đoàn quyết quen. Còn với Steyer thì cơ hội để cho anh chàng người Mỹ có thể loại được tuyển thủ người Nga là vẫn còn. Nhưng lượt phá lần này thuộc về Ferragos và Steyer sẽ phải chờ đợi những sai lầm của cơ thủ người Nga. Chắc chắn là như vậy.
Vâng, Fedorov là một cơ thủ người Nga, sinh năm 2000 các bạn nhé. Người Nga nhưng định cư ở Mỹ, đúng rồi. Người Nga nhưng mà sinh sống ở Mỹ. Và đây là ván thi đấu thứ 7 của set thi đấu thứ 2, ván thi đấu quyết định. Xem ai sẽ là người có được cho mình chiến thắng ở trong set thi đấu thứ 2 này và một cái gãi đầu đến từ Fedorov. Vâng, với khẩu hình miệng vừa rồi thì có vẻ như là Fedorov đã vãi một thứ gì đó ra. Vãi trưởng. Phá như thế mà không còn là chết. Vãi trưởng, vâng đúng rồi. Chắc chắn với các bạn luôn, Fedorov đang nói rằng là vãi trưởng. Phá như thế mà không còn nào chết. Điều thật sự. Cơ hội dành cho Steyr lúc này là không thể tuyệt vời hơn. Như vậy là Steyr vừa mới gọi thêm thời gian thì phải. Rất hay. Rất hay và rất nhẹ nhàng. Fedorov đang thể hiện rõ một cái sự thất vọng trên khuôn mặt của mình cũng như là chán nản. Đây là vòng 1-16 rồi, nếu như thua là sẽ loại luôn. Và tiếp tục là cú ăn 4 rất tốt của cơ thủ người Mỹ. À, 5, 6 và 7. 8 nữa. Hơi xa nhau một chút nhưng mình nghĩ rằng là Tire vẫn sẽ có thể control được thôi. Một tình huống mà Fedorov có một biểu hiện rất cute khi mà đối phương đánh quả bi thì anh ấy mở tròn mắt ra. Anh ấy kiểu thôi chết tôi rồi. Rất toang các bạn ạ, rất toang. Gió đưa cành trúc thì la đà mà hình mở một cái thì ấy là toang luôn. Chưa kịp gọi là làm gì cả thì đối phương đã sắp dọn hết bàn mất rồi. Và chỉ còn lại đúng 4 bi mục tiêu ở trên bàn mà thôi. Nhưng con bi mục tiêu số 9 thì nó đang hơi khoai một tí cho Steyr. Và sẽ cần nhiều kỹ năng của cơ thủ này hơn để có thể dọn được nó. Điều con cái kìa. Phù.
với góc cam này chúng ta mới thấy được cái cú đánh vừa rồi nó thực sự là đẳng cấp như thế nào. Khiếp thật. Tôi thề với các bạn luôn, tôi đặt cái có khi là còn thua Style bắn điều bi. Tiếp theo thì sẽ là trận đấu của cầu thủ Việt Nam các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là trận đấu của Tuấn Anh. Và có lẽ là Federghost đứng dậy đầu hàng luôn thôi chứ còn gì nữa. Không có sai lầm nào dành cho Style và chúc mừng cầu thủ người Mỹ anh lắp thành công với bàn thắng số 2 của giải đấu. Đó chính là Federghost. Và cũng rất may mắn cho cầu thủ người Nga, đó là anh sẽ không cần phải xách vali ra sân bay bởi vì anh đã định cư ở Mỹ rồi. Như vậy là không có sự tiếc nuối nào cả, cũng không có một tình huống xếp bi lại để đánh nào cả khi mà Federghost có vẻ như đã thua tâm phục khẩu phục. Và chúng ta sẽ tạm biệt nhau trong ít phút trước khi mà ngay lập tức có luồng của trận đấu giữa Tuấn Anh và đối thủ của anh trong vòng 1/16 này.